Chào mọi người nha, chào mừng mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình hướng dẫn cho mọi người tham gia chương trình Airdrop nhận 0.50 token XP khoảng 30 đô các bạn. Để tham gia dự án các bạn click phần link mô tả, mở Telegram ra, bấm nút start để chat chatbot nha các bạn. Rồi điều đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên các bạn cứ cấp cha thường lệ thôi. Cấp cha này rất là khó nha các bạn. Rồi các bạn nhào vào, tôi không phải là người máy nha các bạn. Vui lòng chứa từng ảnh một, có chứa một chiếc thuyền. Các bạn chiếc thuyền giống hình trên các bạn, để mình dùng kỹ các bạn. Một chiếc thuyền, chiếc tàu thuyền nè các bạn. Rồi bạn bấm kế tiếp nha các bạn. Rồi một chiếc thuyền. Kế tiếp. Tại sao khó quá các bạn ơi. Rồi cuối cùng mình đã vượt qua cấp cha nha các bạn. Các bạn bấm vào submit nè. Rồi các bạn bắt đáp lên các bạn. Cấp cha này mình ấy lắm rồi. Rồi các bạn bấm luôn. Rồi các bạn chờ nó lót chút xíu nha tất cả các bạn. Không sao đâu các bạn. Rồi các bạn bấm vào continue nha các bạn. Để mình hoàn thành nhiệm vụ. Rồi đầu nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Quay nhát thiệt. Rồi các bạn join vào các bạn. Ai group này mới ra sao mà có 300 mấy chục người theo dõi vậy. Nhóm cộng đồng nữa. Có 360 mấy người. Con chắc của nó nè các bạn. Rồi mà ủa con này nó trong chương trình bán hàng free sale các bạn ơi. Rồi bạn bấm gọi follow thì các bạn đi tiếp và tweet tăng 3 người bạn nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like nha các bạn, các bạn đi tiếp với 3 người bạn nha các bạn. Các bạn đi tiếp với những người bạn nào thì các bạn thường thường là những người bạn đó nha các bạn đi tiếp những người bạn khác là nó sẽ khóa cái ạc tên các bạn. Các bạn mình quên người bạn không? Rồi các bạn ta 3 người bạn cho bạn bấm test lại nha tất cả các bạn. Rồi các bạn cũng trở về một con bot Telegram cho mình lại nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào, rồi các bạn điền lại cái username Telegram của mình nha các bạn. Username của Telegram nha các bạn. Các bạn nha các bạn. Các bạn vào setting nè các bạn. Các bạn vào bài bạch cho vào setting nè các bạn. Rồi các bạn copy username chỗ này nè các bạn. Bạn nào chưa có username thì tạo một cái username nha tất cả các bạn. Rồi mình chờ. Rồi các bạn điền username Telegram nãy các bạn, cộng anh 133 này các bạn. Rất là đơn giản các bạn. Rồi các bạn cũng điền username Telegram, các bạn cũng mở trang server của mình ra các bạn. Các bạn nhấp vào trang cá nhân đầu người của mình nè các bạn. Các bạn sẽ gặp username ở chỗ này nè các bạn, ở cộng MMO của anh nè các bạn. Cộng MMO chứ. Các bạn lưu ý các bạn điền cho chính xác nha các bạn. À cộng MMO của anh nè các bạn. Chọn sai là nó không có về tôi cặn đâu các bạn ơi. Rồi các bạn chờ bot phản hồi chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi tiếp tục các bạn điền địa chỉ với ETH với chocolate my chocolate nha các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ với cái này nha các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ nữa không? Các bạn dán vào các bạn, các bạn gọi địa chỉ ETH cho nó cho bot nha các bạn. Bot sao nó không phản hồi ta, chậm quá ta. Rồi các bạn, sau khi bạn điền địa chỉ ETH xong các bạn có link ghép nè các bạn. Mà lên link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Và bấm share tiếp để cập nhật
không có nhận tài khoản không, đợi mình đã nhận 0.50, tôi cần ít BNB các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn theo dõi của mình các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.